Xin chào bạn. Bạn đã chuẩn bị làm nhà, quan tâm đến mẫu nhà vườn mái Nhật 2 tầng 3, 4, 5, 6 phòng ngủ. Hôm nay em xin chia sẻ với quý vị khán giả và các bạn một mẫu nhà vườn mái Nhật 2 tầng 6 phòng ngủ. Đó, mẫu nhà này hiện tại đang có mặt tại thôn Tâm Lộng, xã Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đó, trước mặt hình em là cái mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng 6 phòng ngủ của một bạn trẻ xây ngôi nhà cho bố mẹ. Đó. Nếu quý vị khán giả và các bạn đang chuẩn bị làm nhà, quan tâm đến mẫu này, hãy xem ở trên kênh hoặc tư vấn thiết kế gọi thầy cho em đến. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem, đã và đang xem những cái chia sẻ của em ở trên kênh Nhà Đẹp Nông Thôn Mới. Quý vị hãy cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để nhiều bạn khán giả đang chuẩn bị làm nhà có nhiều cái mẫu nhà thực tế tham khảo trước khi mình làm nhà. Và với cái diện tích đất của chúng ta nó vừa phải, không đủ to, thì chúng ta lên xây 2 tầng để phù hợp với không gian đất nhà mình, tiết kiệm tiền, tiết kiệm chi phí và bố trí công năng sử dụng vừa đủ. Đó. Trước màn hình em là cái mẫu nhà vườn mái Nhật 2 tầng, có diện tích chiều sâu là 9m, có diện tích mặt tiền là 9m và chiều sâu 15m. Đó. À, tổng thể cái đất nhà ông bà dài 26m, ông đã tụt lại để làm cổng sân vườn. Đó. Và cái sảnh của ngôi nhà này có diện tích chiều rộng 4,5m và chiều sâu là 3m, tim cột vuông 40. Đó. Được thiết kế 5 bậc. Giờ mời quý vị khán giả và các bạn cùng em vào thăm ngôi nhà. Đó, ngôi nhà sảnh chính của ngôi nhà. Sảnh chính được cửa chính được mở 4 cánh, 2 cánh nhỏ hai bên và 2 cánh to chính giữa. Bước vào ngôi nhà chúng ta đó là phòng khách. Không gian phòng khách này chúng ta có diện tích khoảng gần 40m². Đó. Đó, phòng khách. Phòng khách và được ngăn cách nối đi ra đằng khu sau kia, ở cái đằng sau, và kết nối sang không gian bếp là bằng cái vách lam. Ở tầng 1 này chúng ta được sắp xếp 3 phòng ngủ. Đó. Em xin review cho quý vị khán giả và các bạn xem phòng ngủ đầu tiên. Đó, phòng ngủ này thì có cái view ra trước rất đẹp. Đó. Phòng ngủ này có diện tích khoảng 16-18m², trần trơn. Đó. Ở tầng dưới này chúng ta được thiết kế 3 phòng ngủ. Em vừa giới thiệu với quý vị khán giả và các bạn là phòng số 1 và đây là phòng số 2. Phòng này có diện tích nhỏ hơn và được thiết kế một vệ sinh khép kín ở bên trong. Là phòng này có diện tích khoảng 18m², cộng với vệ sinh khép kín thì phòng ngủ chúng ta thì còn khoảng 14m². Và đây là phòng ngủ số 3. Đó, phòng ngủ này cũng xem như vậy, khoảng 18m². Và sâu bên trong này, sau cái phòng khách đó là phòng ăn, phòng bếp, không gian bếp. Ở không gian này chúng ta được thiết kế phòng của chúng ta được khoảng 40m². Đó. 40m², chúng ta trừ đi cái nhà vệ sinh chung của nhà và về bên sau kia là cái nhà kho của cô chú. Và đây là cái sảnh phụ của không gian bếp. Đó. Giờ mời quý vị khán giả và các bạn cùng em lên xem không gian tầng 2. Đó, cầu thang này chúng ta thấy làm khá đẹp, và khoang thang này của chúng ta là đi 3m4, khoang thang của chúng ta là 3m4 và bậc cổ trắng, mặt đen. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng các bác thợ xây làm như thế này thì cũng không vấn đề gì đâu ạ, nhưng lại nó chúng ta không ốp âm tường vào thì nó sẽ bắt bụi. Đó, ngôi nhà chúng ta vừa xong thôi, người ta thấy bụi.
chiếu bì vuông. Và trong cái khoang này thì được mở cái cửa sổ này tạo thêm cái độ thoáng cho cầu thang, độ sáng cho ngôi nhà. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã và đang xem những cái chia sẻ của em. Chúc quý vị khán giả và các bạn kiếm thật nhiều tiền, xây cho mình những cái ngôi nhà đẹp. Đó, giờ mời quý vị khán giả và các bạn cùng em thăm không gian tầng 2. Và trên tầng 2 này chúng ta được thiết kế 3 phòng ngủ. Đó, phòng lai cùng mấy đồng trục với tầng phòng 1 ở tầng dưới. Đó, và có một cái sảnh, sảnh mưa ở đây để những lúc ta nghỉ ngơi uống nước ở cái view này ạ. Đó, ở cái view này chúng ta mở ra đây là rất thoáng đẹp. Đó, đó là cái view sảnh mưa tầng 2. Và cô chú ưu tiên phòng thờ lên tầng 2. Đó, phòng thờ chính hướng nhà ở vị trí tầng 2, rất hợp lý đó. Đó, không gian phòng thờ. Và tiếp theo mời quý vị khán giả và em và thăm tiếp không gian bên trong. Và trên tầng 2 này thì được thiết kế một cái nhà vệ sinh ở đây. Đó, đó là cái mẫu nhà này bác chủ nhà tự thiết kế chứ không phải là thầy cho em ạ. Em xin review và chia sẻ để quý vị khán giả và các bạn cùng xem. Và phòng lai, phòng ngủ số 4. Đó, chát trơn kịch trần. Đó, bế sâu bên trong này được thiết kế một phòng ngủ nữa. Và phòng này cũng là phòng chờ. Đó, để khi con cháu lớn lên sẽ ở trong cái phòng này. Hiện tại chưa sử dụng, chỉ là cái phòng học tập. Và bên cạnh bên này thì có một cái sân, sân phơi ở tầng 2 cũng như là sân chơi, sân tập thể dục. Đó, em đứng ở trên cái view này để quý vị khán giả và các bạn cùng ngắm ngôi nhà một lần nữa. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem, đã và đang xem chia sẻ của em. Đó, với cái mẫu nhà này thì bác chủ nhà tự thiết kế cho mình. Đó, nếu quý vị khán giả và các bạn quan tâm đến nhu cầu, quan tâm đến tư vấn phong thủy, quan tâm đến thiết kế, xin hãy gọi điện 0974427638. Dù các bạn ở bất cứ nơi đâu trên tổ quốc, thầy cho em sẽ lại lên đường giúp quý vị hoàn thành ngôi nhà mơ ước, tiết kiệm tiền, tiết kiệm chi phí, tối ưu không gian, đẹp phong thủy. Đó là cái công việc hàng ngày của thầy cho em ạ. Em một lần nữa chúc quý vị khán giả và các bạn kiếm thật nhiều tiền, xây được cho mình những ngôi nhà đẹp phong thủy, tiết kiệm tiền, tiết kiệm chi phí, tối ưu không gian. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem những cái chia sẻ của em. Nay em xin review lại không gian phòng khách cho quý vị khán giả và các bạn cùng xem. Đó, em xin lùi lại để quý vị có một cái nhìn tổng thể của ngôi nhà. Và phòng khách này có diện tích hơn 30m². Đó, xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem những cái chia sẻ của em. Đây là một cái mẫu nhà thực tế các bác tự xây, em review cho quý vị khán giả và các bạn cùng xem. Đó, cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem những cái chia sẻ của em. Chúc quý vị khán giả một lần nữa, xin chúc quý vị khán giả và các bạn thật nhiều sức khỏe, kiếm thật nhiều tiền cho mình xây được những ngôi nhà đẹp mơ ước. Em xin được kết thúc video lại tại đây. Xin chào các bạn.